Thưa quý vị, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thưa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Nghe báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình hướng đến 7 mục tiêu tổng quát, 9 nhóm hóa, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 mười nội dung thành phần tập trung vào việc phát triển văn hóa, văn hóa con người việt nam theo hướng bền vững góp phần kiến tạo sự đây, phát triển bền vững của kinh tế kinh xã hội Chương trình diễn ra từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn. Theo đó, năm 2025 là xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, hệ thống giám sát đánh giá bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và nội dung quản lý khác. Giai đoạn 2026-2030 tập trung giải quyết các hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến năm 2030. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế, triển khai các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra đến năm 2035. Đây là chương trình đầu tư có mục tiêu ưu tiên của quốc gia cho văn hóa. Văn hóa là một lĩnh vực rất rộng lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là giáo dục và thông tin truyền thông. Vì vậy, việc triển khai chương trình cần có sự phối hợp tham gia đồng bộ từ các cấp ngành, địa phương để chương trình lan tỏa tác dụng tích cực đến từng người dân để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, động lực, đồng thời là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước.